Thưa quý vị, công nhân của công ty khai thác bạch kim Lonmin đình công, tin từ Marikana. Công nhân Nam Phi của công ty Lonmin sản xuất bạch kim lớn hàng thứ 3 trên thế giới đã đình công, ngừng tất cả hoạt động tại các hầm mỏ, tạo lo ngại sẽ đưa tới tình trạng bạo động gây tử vong như đã diễn ra trong năm ngoái. Thị trưởng Rustenburg và Marikana đã chứng kiến đình công bạo động của công nhân Lonmin và các công ty sản xuất bạch kim khác trong năm ngoái. Tình trạng đã trở nên phức tạp vì sự cạnh tranh giữa nghiệp đoàn công nhân xây cất và hầm mỏ hay AMCU và nghiệp đoàn công nhân hầm mỏ quốc gia hay NUM là một nghiệp đoàn thân đảng ANC. Nhiều công nhân đã bỏ NUM để theo nghiệp đoàn AMCU. Một phát ngôn viên của NUM nói rằng, cuộc đình công diễn ra vì sự tức giận đối với việc một viên chức AMCU bị bắn chết bằng 4 phát đạn súng lục trong ngày thứ Bảy ở Rustenburg. Hàng trăm công nhân mang theo gậy gộc, hô to những khẩu hiệu đã đảo NUM, tuần hành trên vùng núi gần mỏ Marikana của công ty Lonmin, là nơi mà 34 công nhân bị cảnh sát bắn chết trong tháng 8 năm ngoái. Công nhân đã rời hầm mỏ sáng nay và cuộc đình công không báo trước đã diễn ra. Cổ phiếu của Lonmin đã bị mất 7% và giá đồng ren đã xuống mức thấp nhất. Các nhà đầu tư lo ngại lặp lại tình trạng vào năm 2012. Đảng ANC bị chỉ trích đã không quan tâm tới đời sống của người dân nghèo sau 19 năm chấm dứt chế độ kỳ thị của người da trắng.